sinh nhật 58 tuổi, Kim Ngân bất ngờ tặng quà khiến Thúy Nga rơi nước mắt. Xin lỗi vì đã từng muốn bỏ chị khi kẻ xấu ngăn cản. Mới đây lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip Kim Ngân hát cực hay khiến cho khán giả trầm trồ. Cô vẫn giữ được giọng hát tuyệt vời sau nhiều năm lưu lạc. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 58 của nữ ca sĩ Kim Ngân, nữ danh hài Thúy Nga đã có những chia sẻ và chúc mừng tuổi mới đến người chị đáng kính, người mà cô đã dốc tâm, dốc sức giúp đỡ, động viên trong thời gian khó khăn vừa qua. Đặc biệt, nữ danh hài bộc bạch rằng bản thân đã vài lần có ý định buông tay Kim Ngân vì sóng gió. Theo đó, nữ danh hài chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật chị ca sĩ Kim Ngân, đã vài lần Thúy Nga có ý định buông tay chị vì em cảm giác sóng gió lớn sắp kề cận bên em. Giáng thôi, chặng đường Ngân Nga đã được 60% thì lại bị kẻ xấu rình rập, phân danh quyền lực, người ngay thọ nạn khẩn thiết nguyện cầu, mong chị trở lại hình ảnh Kim Ngân xinh đẹp, sang trọng và minh mẫn. Chặng đường gian nan còn lắm, cho nên em cảm nhận chị sắp gần được ở bên những người thân ruột thịt và các con của mình rồi. Cố lên thôi, má hai." Thúy Nga đã viết, bài viết của Thúy Nga đã rất nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, động viên và ghi nhận tấm lòng của cô từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận chúc mừng sinh nhật Kim Ngân, số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm và công sức mà danh hài đã dành cho đàn chị trong suốt thời gian vừa qua. Tình hình ổn định của Kim Ngân, bài hát mà Kim Ngân thể hiện giống như một lời cảm ơn tới Thúy Nga khiến cho cô rơi nước mắt. Cùng với đó, Thúy Nga công bố số tiền khán giả đã ủng hộ ca sĩ Kim Ngân. Cô cho biết số tiền đó lên đến hơn 10.000 đô. "Ngay từ thời điểm đầu, tôi không có kêu gọi khi làm từ thiện, trừ khi khó khăn quá. Còn không có gì tôi sẵn sàng bỏ tiền túi để làm. Khán giả quá thương chị Kim Ngân nên họ đã gửi tiền liên tục. Thực ra nếu như tôi kêu gọi thì sẽ còn nhiều hơn nữa, nhưng vì thấy số tiền này hiện tại chưa cần thiết với chị ấy. Nếu ăn uống chi tiêu, đưa Kim Ngân đi này đi nọ thì tôi có thể lo được. Còn nhận số tiền lớn như vậy mà không giúp được chị thì lại bị mang tiếng." Cô nói, Thúy Nga khẳng định khi giúp đỡ đàn chị, điều mà cô quan tâm hàng đầu là làm thế nào để Kim Ngân có chỗ ở, tỉnh táo hơn. "Mục đích của tôi là làm cho chị Kim Ngân trở lại bình thường, nên dù tốn kém rất nhiều, tôi cũng không tiếc. Tôi chỉ mong chị ấy thay đổi. Tôi chơi với bạn bè, người thân, có người đưa tôi cả bạc tỷ, cuối cùng cũng bị họ gạt, nhưng tôi cảm thấy vô thường lắm. Mọi người đừng hỏi tại sao tôi chi như vậy mà không tiếc. Tính tôi đã giúp người ta rồi thì không toan tính đến chuyện tiền bạc hay là công sức." Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên, Thúy Nga cho biết hiện tại sức khỏe của nữ ca sĩ Kim Ngân khá hơn so với trước đây rất nhiều. Vì Kim Ngân có chỗ ở đàng hoàng, ăn uống đầy đủ, nhận được tình yêu thương từ nhiều người nên bà đã cảm thấy rất tự tin và cởi mở. Nhưng chị Kim Ngân sống lang thang mấy chục năm rồi nên bệnh lâu lâu ngồi nói một mình của chị ấy vẫn còn. Có những ngày chị ấy giống như người bình thường, nhưng rồi cũng có những ngày thời tiết khó chịu làm cho chị ấy rơi vào tình trạng nói nhảm. Diễn viên hài nói. Thúy Nga tâm sự vì tình hình sức khỏe của Kim Ngân ổn hơn nên cô đã không còn bận rộn với nữ ca sĩ như trước đây. Cô nói, có đi đâu cả ngày thì chiều tối chị ấy sẽ tự trở về nơi ở, chứ không còn kiểu giận dỗi như trước đây. Bây giờ mừng cái là chị ấy không còn giận tôi nữa, mình tiếp xúc nhiều, hiểu cái tính của chị ấy nên chị ấy cũng hiểu tính mình. Hiện tại chị ấy mở lòng hơn nên tôi cũng đỡ lo. Mới đây nhất thì Thúy Nga cũng cho biết đàn chị còn ngỏ ý muốn mua nhà, điều này đã khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Nửa đêm chị Ngân nói rằng, ở đây bán nhà, má hai mua cho Kim Ngân đi. Kim Ngân sẽ kiếm việc làm, trả góp từ từ. Tôi chết sững, bỗng dưng chị ấy thông minh bất chợt, nói đúng ý tưởng mà tôi đang muốn kết nối với chị ấy. Tiền đất ở đây rất đắt, nhưng sẵn đây tôi sẽ thuyết phục để chị ấy có nhà. Thúy Nga tâm sự. Khi được hỏi sẽ dự tính làm gì để có thể trả góp, cựu ca sĩ Kim Ngân cho biết bà dự định mở một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền. Đồng thời, Thúy Nga cũng thông báo đã nhận được thẻ khám bệnh Medicare của chính phủ Mỹ để Kim Ngân được khám chữa bệnh miễn phí. Nữ nghệ sĩ thuyết phục đàn chị rằng nếu như Kim Ngân chấp nhận đi chữa bệnh, gặp bác sĩ tâm lý thì cô sẽ mua nhà. Sau khi tìm mọi cách thuyết phục, từ năn nỉ, dỗ ngon ngọt, hứa mua nhà, mua xe, Thúy Nga đã được Kim Ngân đồng ý khi gặp bác sĩ. Theo như Thúy Nga, ban đầu thấy đàn chị vui vẻ nên cô thuyết phục chị đi bác sĩ. Lúc đầu tôi rất hồi hộp lo lắng, nhưng chị ấy lại muốn mua nhà gần cái khu nhà chị Huyền, ngôi nhà mà Kim Ngân đang sinh sống, sống thuê. Nên tôi kết hợp là muốn mua nhà thì chị ấy phải đi chữa bệnh. Chị ấy đồng ý, hy vọng sẽ không đổi ý, nữ nghệ sĩ thổ lộ. Kim Ngân còn nói với Thúy Nga, kiếp sau, má đừng bỏ con nha. Câu nói này khiến cho nhiều người xúc động và thương cảm. Mẹ ruột ca sĩ Kim Ngân đã xuất hiện nhưng từ chối gặp con gái. Trong lần thứ hai, mẹ Kim Ngân tới gặp Thúy Nga, nhưng thay vì giấu mặt như lần trước đây, lần này bà đã để lộ một góc mặt. Qua đó khán giả có thể thấy mẹ của Kim Ngân vẫn còn khá trẻ và khỏe mạnh. Mẹ Kim Ngân chia sẻ, Kim Ngân có một người em gái tên là Cathy. Cathy cũng rất thương Kim Ngân, mấy lần đi tìm Kim Ngân chạy ngã xước chân, tội lắm. Cathy hiện tại sống với gia đình cách đây xa lắm, mỗi lần tới là mất hơn 2 tiếng đồng hồ nếu như không kẹt xe. Kim Ngân trước đây nó khó tính lắm, hồi đó tôi có thuê phòng cho nó nhưng nó không sống cùng. Mỗi lần tới dọn phòng hay là lấy đồ về giặt,
tôi đều phải cho người đứng canh, nếu không thì nó sẽ bất chợt la lối um sùm. Nó không bao giờ cho ai động vào đồ và cấm tất cả mọi người xâm phạm tới chỗ của nó. Trước đây tôi có hỏi Thúy Nga, thử dò hỏi Kim Ngân về mẹ xem thái độ của nó ra sao để tôi biết đường sắp xếp tới gặp nó. Thúy Nga nghe vậy liền bày tỏ ý muốn của mình. Con có hỏi chị Kim Ngân về mẹ ruột một vài lần, nhưng lần nào chị ấy cũng im lặng. Con cũng bảo rằng gia đình chị ấy thương chị ấy lắm. Mẹ chị luôn luôn hỏi thăm, em trai, em gái đều thương chị, đi tìm chị. Mai mốt nếu như có dịp, em sẽ sắp xếp để cho chị gặp lại gia đình của mình. Nhưng mà thấy con nói như vậy, chị Kim Ngân im lặng và không đáp gì. Con cũng định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho chị Kim Ngân, rồi trong lúc tiệc diễn ra thì cô tới. Mẹ Kim Ngân lập tức từ chối gặp con gái, cô nói: "Thôi thì trước mắt Thúy Nga cố gắng giúp Kim Ngân trị bệnh đi, chắc là cô không tới được đâu. Nó đang vui mà cô tới, nó thấy cô lại nổi giận la lối um sùm. Bây giờ để khi nào nó hết bệnh thì cô tới gặp. Cô sợ nó đang vui mà lại gặp tôi tới thì lại làm mất cái vui của nó." Tiếp đó Thúy Nga tâm sự thêm: "Thực ra cảm xúc của chị Kim Ngân rất khó nắm bắt. Chị ấy không muốn gặp người thân và con cái, nhưng vẫn hay kêu tên của Mai Khanh, con gái đầu của chị ấy trong vu vơ, vô thức. Hôm trước vào ngày lễ Mother Day, con của chị chủ nhà có tặng cho chị Kim Ngân một cái bánh. Con thấy thế thì mới hỏi: nếu bây giờ con của Kim Ngân tặng bánh cho Kim Ngân thì Kim Ngân có vui không?" Chị ấy nghe xong câu hỏi lập tức im lặng, buồn hẳn xuống. Con không biết chị ấy có nhớ về con gái của mình hay không. Khi về đến phòng, con mới lôi chiếc bánh ra và nói: "Đây là bánh hai người con tặng cho Kim Ngân." Con quên không nói rõ là hai người con của chị chủ nhà, con chỉ nói hai người con. Ngay lập tức chị Kim Ngân nổi khùng, chửi bới, chửi thề và bảo: "Dẹp đi, đừng làm tuồng làm tích nữa." Con sợ quá chạy về phòng. Từ đó con mới cảm nhận rằng chị Kim Ngân chưa mở lòng, chưa sẵn sàng đón nhận gia đình của mình một cách thoải mái. Hiện tại chị Kim Ngân đã mở lòng nhưng mới chỉ là với những người đồng nghiệp xưa. Chị ấy hay nhắc tới Phi Khanh, Khánh Hà, nhưng rất bàng quan về người thân, không nhắc tới. Nếu như chị Kim Ngân chữa bệnh khỏi, tự động chị ấy sẽ tìm đến gia đình của mình. Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1962, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó, bà đã gặp nhạc sĩ Trường Hải, rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, bà được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc Không của nhạc sĩ Nguyên Anh Chín trong băng nhạc Việt đầu tiên tại hải ngoại. Bài hát này đã trở thành bệ phóng, đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được rất nhiều thành công. Sự nghiệp được hậu thuẫn, lại có một nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng, lối trình diễn sôi động, lôi cuốn, nên những năm thập niên 80, bà đã trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại, dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên của mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cho bản thân dần bị giới nghệ sĩ xa lánh, bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi dưỡng hai người con gái. Những biến cố trượt dài trong cuộc sống khiến cho Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California của Mỹ để xin ăn. Thì thoảng, bà tỏ ra hung dữ, chửi bới mọi người một cách vô cớ. Sau đó, Kim Ngân đã gặp được Thúy Nga và có chuyển biến tích cực trong bệnh tật của mình.